Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Ta Sa xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn dòng tâm sự. Muốn ly hôn vì chồng quá vô tâm, nhưng thấy bọc giấy trong túi anh, tôi bật khóc nhận sai. Nghe chồng kể và nhìn những vết xước trên mặt anh, tôi thương đến thắt ruột và lại tự trách bản thân mình mới chính là người vô tâm. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Vợ chồng tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, gia đình hai bên không có điều kiện nên sau khi cưới phải tự lực cánh sinh. Cuộc sống khá khó khăn và vất vả. Cũng vì tài chính quá eo hẹp mà vợ chồng tôi không dám sinh con ngay. Tính cố gắng làm ăn tiết kiệm, đợi kinh tế ổn định hơn thì mới dám sinh nở. Song chồng tôi là con trưởng, một năm nhà anh có biết bao công việc, hai đứa đều phải đứng ra lo hết, lương nhận tháng nào thì tiêu hết tháng đó, chẳng để ra được mấy đồng. Sau đó sốt ruột quá nên tôi bàn, đợi kinh tế thì biết bao giờ mình mới có con, thôi mình cứ thả, không tính toán nhiều. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Tôi vẫn quyết tâm đẻ luôn. Vài tháng sau, vợ thông báo mang bầu. Anh không tỏ ra hào hứng với việc được lên chức làm bố, mà ngược lại, anh bảo: em tự toàn làm theo ý mình, không có kế hoạch gì cả. Sau này vất vả thì đừng kêu ca. Buồn hơn là từ khi tôi mang bầu, chồng luôn hững hờ, chẳng mấy khi quan tâm tới vợ. Anh thường xuyên đi sớm về muộn. Tới lịch khám thai, tôi dục anh đưa vào bệnh viện nhưng anh toàn lấy lý do: anh bận lắm, em tự bắt xe mà đi nhé. Vậy là suốt thời gian tôi mang bầu, tôi cứ một mình lủi thủi như vậy. Nhiều khi quá tủi thân, tôi đã trách chồng. Người ta bầu bí, ai cũng được chồng đưa đi khám thai và chăm sóc từng tí. Còn em khác gì mẹ đơn thân, có chồng cũng như không, chẳng nhờ giả được gì. Anh nghe thấy thế liền chép miệng: kệ người ta, mỗi nhà mỗi cảnh, em so sánh như thế làm sao được. Và anh cũng đã nói ngay từ đầu rồi: em muốn đẻ không theo kế hoạch thì em tự chịu vất vả, giờ kêu than được ai. Và cứ như thế, tôi dần dần thấy chồng trở nên xa lạ. Càng yêu, càng cần anh quan tâm thì anh lại đối xử lạnh nhạt, càng khiến tôi hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Có lần tôi nói thẳng: nếu anh chán vợ thì chúng ta ly hôn, còn em đẻ thì em nuôi, chứ em không thể sống cảnh có chồng hờ hững như thế này mãi được. Nói xong tôi ôm mặt òa khóc. Khi ấy anh mới vội vàng dỗ dành dăm ba câu, nhưng hôm sau anh lại tiếp tục đi sớm về khuya như thế. Ngày nghỉ anh cũng không ở nhà. Nửa đêm có điện thoại, anh cũng vùng dậy dắt xe mà đi. Điều này khiến tôi nghi ngờ anh có người đàn bà khác bên ngoài nên càng mệt mỏi. Sau bao ngày suy nghĩ, tôi định bụng sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng một lần cuối. Nếu anh không chịu thay đổi, tôi nhất định sẽ ly hôn. Thế nhưng đúng vào hôm tôi định đợi chồng đi làm về sẽ nói chuyện thì anh bị tai nạn xe máy. Nghe tin, tôi vội bắt taxi vào bệnh viện với chồng. Cũng may anh chỉ bị thương nhẹ vì quá mệt và đau nên anh đã ngủ thiếp trên giường cấp cứu, không biết vợ đến. Tôi không dám đánh thức chồng, lặng lẽ ngồi canh. Và tôi đã mở chiếc túi đi làm của anh ra xem, lại phát hiện bên trong có một bọc giấy gói vuông vắn, bên trong là 70 triệu đồng. Còn đang ngẩn người không hiểu tại sao chồng lại có một số tiền lớn như vậy, thì anh tỉnh giấc, quay sang nắm tay vợ mỉm cười giải thích: tiền đó anh chuẩn bị để đưa em đi sinh và bồi dưỡng những ngày em ở cử. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không ở bên cạnh em để chăm sóc em chu đáo, khiến em phải vất vả một mình. Sau đó anh kể, từ khi vợ có bầu, vì muốn chuẩn bị cho vợ con một cuộc sống tốt hơn, nên anh đã ra sức làm thêm. Ngoài công việc chính trên công ty, anh nhận thêm việc bên ngoài, rồi chạy xe công nghệ để có thêm thu nhập. Hôm ấy trên đường chạy xe chở khách, anh gặp tai nạn nên mới chịu cho tôi biết bí mật đó. Nghe chồng kể và nhìn những vết xước trên mặt anh, tôi thương đến thắt ruột, lại tự trách mình mới chính là người quá vô tâm. Anh vì vợ con mà âm thầm làm biết bao nhiêu việc, còn tôi chỉ biết đòi hỏi, cũng chưa từng hiểu anh.
Đến lúc này tôi mới hiểu ra hôn nhân đúng là cần được vun vén từ những điều nhỏ bé nhất, và yêu thương không nhất thiết phải nói thành lời, bởi tình yêu không lời mới sâu lắng và đáng trân trọng vô cùng. Dòng tâm sự thứ hai, nhìn mẹ chồng bưng bát cháo vào tận giường cho chị dâu mà tôi cay mắt. Mẹ chồng vội vã múc bát cháo gà thật ngon rồi đem vào tận giường cho chị dâu. Còn tôi, người hì hục nấu cháo thì lại chẳng được hỏi han một tiếng nào. Tôi là công nhân, lương tháng không ổn định. Cũng may, chồng tôi làm ở công ty nước ngoài, có mức lương cao cùng nhiều khoản tiền lương nên kinh tế trong nhà mới được dư giả. Vợ chồng tôi đã sống chung với bố mẹ chồng được 3 năm nay rồi, và tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn trong tất cả mọi việc để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không rơi vào hoàn cảnh mâu thuẫn. Chuyện sẽ chẳng có gì để than thở nếu như đầu năm nay anh trai chồng không lấy vợ và tiếp tục sống chung một nhà. Anh ấy năm nay đã hơn 40 tuổi nhưng lại lấy được vợ trẻ, lại là cô giáo mầm non. Có lẽ vì thế nên bố mẹ chồng tôi cưng chiều chị dâu lắm. Họ nói chị dâu thiệt thòi khi lấy người chồng lớn tuổi. Nhưng tôi nghĩ anh chị phải tìm hiểu nhau, yêu đương rồi thì mới quyết định cưới xin, chứ có ai ép buộc đâu, sao mà gọi là thiệt thòi. Tính chị dâu cũng hiền lành, ăn nói lễ độ, nhưng chị đi làm suốt. Thứ bảy chủ nhật được nghỉ, chị ấy thường về nhà ngoại để chơi, chứ không ở nhà chồng và cũng chưa từng dọn dẹp nhà cửa lần nào. Có thể nói, mọi việc trong nhà đều do một tay tôi làm và ai cũng xem đó là điều hiển nhiên. Tôi làm cũng đã quen rồi, giờ có giặt thêm một vài bộ quần áo, nấu thêm cho một người ăn hay dọn dẹp thêm một phòng nữa thì cũng chẳng là quá mệt mỏi. Nhưng trong thâm tâm, tôi buồn vì không nhận được sự chia sẻ, thấu hiểu và yêu thương đúng mực. Và rồi mới đây, chị dâu thông báo chuyện có bầu, khiến cả nhà ai nấy đều vui vẻ. Anh chồng tôi là người hạnh phúc nhất, vì anh ấy đã lớn tuổi rồi, giờ có đứa con đầu lòng nên lúc nào cũng mỉm cười và chiều vợ hết nấc. Bố mẹ chồng cũng hào hứng bàn tán, còn bảo sau này chị dâu sinh con thì bà sẽ tự tay chăm sóc. Nghĩ đến cảnh mình phải về nhà ngoại ở cử, mẹ chồng chỉ đến thăm một lần duy nhất lúc sinh con ở viện mà tôi cảm thấy chạnh lòng. Ngày hôm qua, tôi mua một con gà về nấu cháo để bồi bổ cho đứa con trai 2 tuổi. Nhưng cháo vừa nấu xong, mẹ chồng đã múc một bát cháo thật ngon, bỏ hẳn một cái đùi gà và đem lên tận giường cho chị dâu. Nhìn bà bưng bát cháo đi mà tôi ngậm ngùi, nước mắt rơi vì tủi thân. Tôi nói những ấm ức cho chồng nghe. Anh còn trách tôi là suy nghĩ quá nhiều, hẹp hòi khi phân bì với một người phụ nữ đang mang thai. Tôi không phân bì gì cả, chỉ là tôi cảm thấy tủi phận vì cùng làm dâu mà không được yêu thương như chị dâu. Có phải tôi đang ích kỷ hay thật sự nhà chồng đang đối xử thiếu công bằng với tôi? Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!